xin chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay, chúng ta có nhiều điều tâm tình với nhau. Ngày hôm qua chúng tôi nhận được quá nhiều điện thoại. Một số anh em ở bên Âu Châu, chị em ở bên Âu Châu, ở bên Úc Châu, ở Việt Nam, ở Cali và đặc biệt nhất tôi thích nhắc lại một vài câu khán giả ở bên Pháp và một người ở bên Đan Mạch. Bên Pháp là Cô Jacqueline ở bên đan mạch là ông tú nói rằng là giáo sư ạ, em đã bước vào tuổi 70 rồi mà hầu như đã quên dĩ vãng. Những cái điều mà em học cái thời văn chương pháp lãng mạn ở đề nhị cấp ngay còn ở nhà, bây giờ được nghe giáo sư nhắc lại Anselmiche rồi George Sand, đó là những cái điều làm cho em bồi hồi sống lại dĩ vãng lời nói của bà jacqueline làm cho dương Đại rất cảm động ít nhất là mình gặp các bạn đồng tình với nhau. rồi cái ông tú thì đan mạch bảo rằng là không những em nhớ lại cái thời mà ăn chơi thanh niên tuổi trẻ lãng mạn mê adrienne busscher mê jorg sanger mà giáo sư nên nói thêm một tí nữa là jorg Sang là một người đàn bà rất đa tình. thế thì tôi nói bà đúng rồi, có người nào yêu văn chương yêu thi thơ mà lại không lãng mạn đâu. Tại sao vậy? Vì những con người của văn chương là những con người rất là sensitive, sensitive ở bên tiếng Pháp phải không? Tức là con người nhạy cảm. Chẳng thế mà có những cái câu thơ gọi là nắng mà cho nó nặng một chút cũng là nấu cánh mưa nặng hạt là nấu cánh nắng già một tí là nó héo người ta cảm thấy như vậy khẽ lơ cũng đụng và động hờ cũng tan những cái tâm hồn mà nó nó nhạy cảm như thế nói theo cái giọng văn chương một chút là cái tâm hồn mà nó giòn mỏng như vậy mỏng giòn như vậy thì nó rất dễ bị xúc động trước cái sự kiện và ngoại cảnh đúng bà Jacqueline bà còn nhắc đến cũng như có một cô là Cecilia ở San Jose cô nói rằng là Nói đến giọt trời tình yêu của cô tuyệt vời. Phải chắc không thể nào không nhắc đến giọt trời với chàng nhạc sĩ Chopin. Là một tay dương cầm tuyệt vời của thế kỷ. Yêu nhau kháng khít thương yêu nhau tuyệt vời. Đến cái độ chàng đã phải sáng tác cho Prelude, Le Goutteau, Giọt Nước. Càng vì cái tình yêu của chàng mỏng manh như giọt nước Mà nó cũng lại là một sự thánh thoát như giọt nước Để rồi nó tuyệt vời Và nó đi vào lòng người Cho nên chúng tôi phải cảm ơn khán giả theo dõi quá kỹ giờ cái ông Tú ở bên Đan Mạch cũng nhắc lại Kỳ sau xin giáo sư nhắc thêm về Tác phẩm René của Anatole France Trong đó tôi thích nhất là Le Mono của René con chim sẻ sẻ nó tung tăng nhảy trong vườn lục sâm Rồi những cái bức tượng vào mùa đông Như là chìm ngủ trong băng giá Làm sống lại cái tuổi học trò Và nhớ lại cái vấn đề Tôi đi học của Thanh Tịnh Quý vị nhớ không? Ô là là Nó tóm lại rằng là Dương Đà sướng nhất trong cuộc đời Nói những cái điều ra Mà có người chia sẻ Mà nó đi vào lòng người Nó gọi lại cả một khung trời thương nhớ làm cho mình trẻ trở lại là như thế cho nên tôi xin cảm ơn rất nhiều các khán giả và cũng có một vài người bảo rằng giáo sư ngày hôm qua nói hay lắm nhưng mà có nhiều câu có thể làm cho người ta hiểu lầm tôi bảo tốt anh em giúp nhau đó là một cái điều mà tôi có thể hãnh diện và kiêu ngạo nói với quý vị không có một người làm truyền thông nào mà đi vào lòng người như là dương đại hải xin cảm ơn quý vị rồi lại có cái bà bích vân mày Chuyển cho tôi một cái tin Cái này quý vị phải cẩn thận nhé Hai mẹ con Mẹ là dược sĩ Cháu của bà Ngồi chơi vì bây giờ Các cháu không đi học Ở nhà mẹ mới làm trà sữa Chân trâu cho con uống Con bé 11 tuổi Dùng cái ống hút Để hút Một cách ngon lành Đang vui vẻ bỗng dưng Cháu bị sạc là vì nó có một cái hạt chân trâu ở trong cái ống hút nó bị kẹt cho hút thật mạnh vào thì nó lại không vào quý vị thấy thượng đế rất là màu nhiệm khí quản và thực quản rất liền nhau thực quản để đưa vào bao tử khí quản để đưa vào phổi để mà thở thì cháu bé này 11 tuổi nó hút mạnh quá cái hạt chân châu nó lại rơi xuống vào khí quản Hai ba hột nó dính vào Nó làm cho con bé ngột thở Mẹ là dược sĩ thế hoàng quá Mới kêu chín một một đứa con vào nhà thương Đến nơi con tắt thở Quý vị thấy có những cái chết Rất là lãng xẹt không Các bà mẹ trẻ phải rất cẩn thận Với con cái Trước kia chúng tôi có nhiều người gắn giả gọi cho tôi nữa Mẹ lo làm bếp để đứa con tập tĩnh bốn năm tuổi đi vào trong nhà tắm thế rồi nó lại mở ra nó cúi xuống cái bồn tắm nó nghịch nước rồi nó lột cái đầu nó vào trong mẹ vẫn không biết đến lúc nó ngộp thở nước nó vào mũi nó vào phổi không thở được con bé chết mẹ một chọc không thấy con đâu cả mới kêu tên con đi vào 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 đi vào phòng tắm thế con bé chết rồi Hmm. Có nhiều người mẹ vô tình mà giết con Cái đó mình thông cảm với các bà mẹ trẻ chưa kinh nghiệm đời Rồi cũng có những câu chuyện hỏi cho Dương là Hải Ở nhà cái chỗ cắm điện Đứa bé 2-3 tuổi nó lẫm bẫm nó đi Nó không biết gì cả Nó cầm cái que Cầm cái que sắt không biết Cái móc áo nó vào nó lại ấn nó vào trong cái chỗ cắm điện thì điện ra mẹ cũng không biết đến lúc vào thấy con nằm đống đó rồi kia chiếm một một đến xong rồi nhiều cái chết đau thương rất khổ sở cho các cháu nhỏ cho nên trẻ con 10 tuổi hay mười một tuổi không nên cho nó dùng ống hút đó là một cái vấn đề chính bởi vì quý vị biết cái hạt chân châu có lắm nữa nó không dùng ống hút nhưng mà nó ăn đậu phụng ăn lạc rồi cái đậu phụng nó rơi vào thay vì nó vừa nó vừa ăn vừa nói vừa cười nó trẻ con mà nó giỡn đâm ra cái hạt đậu phụng nó lại không rơi vào khí thực thực, thực quản mà nó lại rơi vào khí quản con bé ngộp thở Ô, oh, đau lòng lắm cho nên các bà mẹ trẻ phải rất cẩn thận nói với ông chồng các ông chồng cũng thờ ơ cũng vì không kinh nghiệm bố kỹ sư đấy mà con chết oan thì quý vị phải nhớ là mỹ nó cẩn thận tất cả những cái ổ cắm điện nó ở dưới đất nó phải có cái cover chúng ta mua đâu có vài sen thôi đem về đậy nó vào khi mình không có dùng điện thì nó đậy trẻ con nó không thể cho tay vào hay là nó cho những que vào nó sạc điện nó, nó giật nó chết tất cả những cái hộp cắm điện trong nhà phải đậy lại phải cover nhà tắm có một đứa bé chết trên này miếu oan Nó vào nhà tắm nó chơi rồi nó không biết nó khóa cửa lại Xong rồi ở trong đó rồi nó nghịch nước rồi nó chết Không ai biết Đứa lúc mẹ đi tìm ra thì là cửa khóa Kêu cảnh sát cứu hỏa tới Kêu chồng chồng đi làm kẹt Tới nơi Cứu hỏa phải phá cái cửa vào thấy đứa bé đã chết rồi. Ở trong bồn tắm nó mở vòi tắm ra xong rồi nó đứng chơi rồi nó ngã vào trong Thế là cứ như thế giờ nước 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 dâng lên Đơn thằng bé nằm trong nó chết Đau lòng lắm quý vị ơi Đời sống của Mỹ nó văn minh thật Nhưng mà có nhiều cái mà mình không để ý Làm cho con cháu mình chết oan Cho nên tôi xin nhắc lại với những cái người nuôi con nuôi cháu Nhất là các ông bà già giúp cho con cháu chồng cháu nội cháu ngoại Nó là tốt nhưng mà các ông bà già đôi khi làng bếp mở rồi chưa lên lửa ga nó bị nghẽn cứ thế mà nó bung ra nó phun ga ra rồi xong rồi thằng con đi về cầm đi thuốc hút bung cháy chết oan câu chuyện này xảy ra bao nhiêu lần nhỉ? ngay từ hồi còn quê nhà tôi nó có nhiều gia đình bị chết oan vì vấn đề đó qua đến mỹ này cũng vẫn tiếp tục vì thế cho nên chúng ta vì con vì cháu vì tương lai chúng ta phải rất cẩn thận rồi cũng lại có một câu chuyện nữa hôm chủ nhật vừa rồi ở bên thổ nhĩ kỳ cho đến bây giờ thổ nhĩ kỳ cũng đã chết hàng ngàn người cho nên chính phủ của ông tổng thống erdogan trong suốt 3 tuần vừa rồi cấm dân chúng đi ra ngoài. Và đến hôm Chủ nhật vừa rồi họ mới bỏ cái lệnh đó. Cho dân chúng đi ra đi chơi, đi du lịch, đi công viên. Thì có một cô bé tên là Alicia. À, tên cô bé là Alicia Subituro. Cô ta là một người gốc là Kazakhstan mà đi qua Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn. Cô ta là một nhân viên của hãng du lịch. Rất đẹp. Mới cô 31 tuổi. Thế thì hôm Chủ nhật vừa rồi cô đi chơi với bạn bè. Thế thì ở cái thành phố mà cô ở là thành phố du lịch. Tên là Dud. Thành phố đó có một cái thác rất đẹp. Cái thác đó ngay ở trong thành phố. Và trên một cái đồi núi chảy xuống cao vào khoảng độ 100 thước. Thì trong cái lúc cô đi du lịch đó, cô mới đi bộ, đi tản bộ và cô thấy cái thác đó đẹp. Cô mới bảo bạn bè là cô muốn chụp hình. Thì cái thác đó mà đứng thì nó có cái hàng rào nó che. Cô bảo như vậy nó không đẹp. Cô mới leo qua phía bên kia hàng rào để chụp cái hình nó mới đẹp và thiên nhiên. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng phải phút. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.